Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đàn Cha đây. Và hôm nay mình sẽ dạy cho các bạn cách tải và sử dụng Zoom nha. Thì giờ bắt đầu nè. Rồi thì các bạn cũng biết ấy, phần mềm Zoom là một phần mềm. Phần mềm là đỡ mà người ta chia sẻ màn hình xong rồi chia nói chuyện, đỡ nói chuyện gặp gỡ mấy cuộc gọi đâu. Hôm qua cái này giờ là đang trong dịch nên người ta cũng dùng này rất nhiều đỡ mà học online nên nó là phần mềm dơm rất là nổi. Rồi thì chúng ta sẽ làm nha. Đầu tiên các bạn gửi là dơm download đây. Rồi các bạn đây. Rồi. Vậy các bạn xuống dưới các bạn xem nha. Đây các bạn thấy là download center giờ mấy cái phần trên cùng ấy các bạn nhấn vào. Rồi, tiếp theo là các bạn nhấn vào cái nút tải xuống ấy. Rồi, thì lúc đã tải xong ấy, để các bạn nhấn vào. Ấn vào cái mà mới tải. Các bạn nhấn nút run. Rồi thì nó sẽ đang tự cài ra thì các bạn cứ đợi nha. Rồi giờ thì giờ bật rồi đúng không? Giờ các bạn nhấn nút join the meeting nếu mà các bạn có nick ấy, còn nếu các bạn không có nick giờ mà thì các bạn nhấn vào sign nè. Các bạn đang nhận nhập email của bạn, phần này là nhập email và phần này là nhập mật khẩu như vậy. Còn mà nếu các bạn mà muốn không muốn gian nhận như vậy thì các bạn có thể gian nhập kiểu khác, giống như là đăng nhập bằng nick Google của bạn à, rồi đăng nhập bằng nick Facebook hay đăng nhập bằng nick XO. Giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấn vào cho là meeting để mà cho nó vô trong một cái cuộc gọi nào đó. Và nếu các bạn mà không muốn không có nick giờ mấy thì các bạn có thể đăng nhập bằng nick Google, nick Facebook hay là nick XO của các bạn. Còn những bạn nào mà không có nick đây thì các bạn có thể nhấn vào cái hình một cái con chuột bên đang chỉ à, để sign up free. Và nó sẽ mở ra một trang web mà các bạn đăng ký nha. Đây giờ mình bật vô, ghi email vô nha là gì đó. Rồi giờ mình đăng nhập rồi đúng không? Tiếp theo ấy là người ta sẽ gửi một cái email mà đợi chứng minh đây, đợi mà chứng minh nít đây. Rồi thì chúng ta sẽ bật bật vô Gmail bí bí, bật vô mail mình đợi mà xem cái mà người ta gửi. Rồi thì chúng ta đẹp vào Gmail đúng không? Được, các bạn thấy cái phần chỗ này không? Nó ghi là Zoom. Đây các bạn nhấn vào, rồi các bạn nhấn vào nút Activate Action. Đấy thì là chúng ta đã vô được rồi. Giờ tiếp theo các bạn thấy cái phần này không? Thì các bạn ghi họ tên, đây là họ, còn đây là tên, first name là họ, last name là tên, password là mật khẩu, còn confirm password là ghi là mật khẩu nha. Rồi các bạn phải nhớ là mật khẩu nó phải có ít nhất là 8 8 8 chữ số và nó cũng có ít nhất là một cái chữ ấy. Rồi, và nó cũng có một cái số nữa, có chữ và số nha. Rồi giờ chúng ta gửi em. Rồi thì mình đã ghi xong rồi đúng không? Rồi thì mình vừa nói cho các bạn một cái mà mật khẩu cần phải có nữa, đó chính là nó bao gồm cái ta nó có in hoa, có cái chữ in, chữ hạt số in hoa và một cái là không in hoa đấy. Giờ mình làm
đợi mình nha. Rồi, để mình copy cái này á. Đấy, các bạn lúc các bạn ghi xong thì các bạn thì ghi mật khẩu. Ghi mật khẩu lại. Rồi. Đây nhỏ lâu đúng không? Giờ tiếp theo là các bạn làm coi 10 gia sư đó. Mời cái gì à? Mời những bạn video hay gì á. Nhưng mà các bạn có thể bỏ qua cũng được. Bỏ qua. Mời bạn bi vào. Bỏ. Thôi đi lâu. Giờ các bạn thấy ấy, thì các bạn đã xong. Các bạn đã đăng ký xong rồi. Giờ. Giờ cuối. Giờ các bạn đã đăng ký xong. Các bạn tắt rồi. Các bạn vô giờ. Và các bạn đi nhật à. Các bạn đăng nhập vào. Rồi, giờ sau khi các bạn đã đăng nhập xong rồi đấy. Về xong rồi đúng không? Đấy, các bạn thấy thấy kia mấy cái phần này rồi. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách sử dụng nha. Thì đây. Thì Zoom nó có bốn cái khu chủ đề là Home, Chat, Meeting và Contact, có nghĩa là cái đây là chỗ trang chính nè. Chỗ trang chính của ứng dụng. Và cái đây là phần nói. Và đây là phần phần cuộc hẹn nữa mẹ. Chỗ mẹ gặp ấy. Còn cái cuối cùng này là danh dạ. Cũng là những cái con số mà mình lưu vô để mẹ gọi lại. Có thể lúc nào gọi lại. Ở đây thì mình thì trang chính thì mình sẽ xem chị nha. Thì các bạn thấy ấy, nó có bốn cái nút ở trong trang chính này, đó chính là New Meeting. Là New Meeting, Join, Schedule và Share Screen. Thì cái đầu tiên New Meeting là các bạn có thể là các bạn bật qua nha. Để các bạn kết nối ấy, các bạn bật qua rồi. Các bạn thấy cái Join Arduino đúng không? Cái này là có tiếng các bạn chèn cái tiếng của các bạn vô. Kiểu vậy. Nha, các bạn chèn cái tiếng micro của các bạn vô ấy. Nhấn vào cho with computer Arduino. Rồi. Thì thấy ấy, thì nó mới vô là nó dây rồi. Giờ là mình có thể mời các bạn vô để mẹ gọi nói chuyện ấy. Nên là những thầy cô thường hay tạo ra mấy cái phòng này nữa mới dạy cho mấy em học sinh. Và có hai cái nút, có nhiều nút bên đây thì mình sẽ chỉ em. Cái nút mute này là tắt. Nhấn vào nếu mà nó ghi là in mute là tắt âm thanh, còn mute là có âm thanh micro của mình. Và cái bàn phần mũi tên này ấy là nó đỡ chọn thêm ấy. Đó là chọn microphone nè. Chọn cái kiểu loa à. Rồi kiểm tra test thử cái loa và cái microphone. Đấy. Rồi, giờ tiếp theo là cái start video. Các bạn nhấn vào để mình cho nó bật vô cái phần video. Rồi tắt. Bật camera của bạn ấy. Rồi đây là đỡ mới chọn cái camera kiểu khác ấy. Hay là chọn thay đổi kia. Hình thay đổi cái là video camera nó là sao. Còn đây là chọn cái kiểu mấy hình ảnh đẹp mà. Ra khỏi đi. Rồi giờ còn cái invite mà là mời bạn bi vào trong mình nữa mấy, chuẩn bị nói chuyện chơi. Và mình ghi tên vô. Thông lâu mình copy. Mình có thể copy cái này để gửi cho bạn bi. Copy cái này để gửi cho mấy học sinh cũng được. Để mấy học sinh vô link đó để mấy học. Và tiếp theo chúng ta lấy cái manager pass. Là trong này là mình có thể xem được có bao nhiêu thành viên trong này. Vậy nó có nói hay không. Cái này là nó có nói. Còn cái này là không. Là cái video nó có hiện hay không. Và trong này các bạn cũng có thể nói chuyện.
Cái này mua ấy là cái bạn nói chuyện với bạn bia à. Nhưng mà cái này là dành cho những thầy cô à. Nếu mà nữa mà cho mấy học sinh ấy là tắt micro, cho thầy bật micro thôi. Còn đây là mute all, là nó chỉ là gì đây, bật bật hết micro của những học sinh. Còn cái này tắt hết micro của học sinh kiểu vậy. Bởi vì mình là admin, mình là gì ta, chủ của cái phòng này, nên là mình có thể tắt nó, tắt bật cái micro gần là mô cho nó thay đổi tên thôi à. Đấy, cái này là dành cho những người mới tại phòng. Đây mấy cái này là nếu mà bạn là chủ của cái phòng này ấy, thì các bạn có thể có mấy cái này nha. Rồi tắt đi. Thì tiếp theo là nó là chase screen, để nó sẽ có nghĩa là chia sẻ ấy, chia sẻ cái màn hình máy tính mình, là mấy thầy cô thường bật cái đó ấy. Thì mình thấy ấy, nó có, nó cũng có thể thay vì cái bật vô cái mấy cái màn hình ấy, máy tính ấy, nó cũng có thể chọn mấy cái gì ta, mấy cái ứng dụng mà quay mấy cái ứng dụng. Còn nếu bạn không muốn ấy, các bạn bật advanced chat, các bạn chọn cái phần nào, cái button off-screen là các bạn có thể chọn phần nào ấy, các bạn kéo cái hình chữ nhật đó, rồi xong rồi các bạn thẻ lên thì nó sẽ quay cái khu mà hình chữ nhật đó mà các bạn đã kéo ấy. Còn đây là quay cái tiếng âm thanh thôi, cái này là quay quay cái camera thứ hai kiểu vậy. Rồi giờ vô mũi tên đấy là các bạn chọn chọn là chọn mấy cái kiểu mà chia sẻ ấy, nó có thể chia chia sẻ một cái màn hình, nó có thể chia sẻ hai cái màn hình vậy đấy. Rồi giờ cái tiếp theo là phần chat, rồi các bạn có thể chat vào trong cái phòng này để mà mọi người có gửi về, để mà mọi người có thể thấy và chat nói chuyện. Mấy học sinh thì nó có việc này, của ông thầy thì chỉ nói thôi đấy. Rồi tiếp theo là record, có nghĩa là quay lại cuộc nói chuyện này, thì nó có, mình có thể quay lại cái phòng, quay lại cái mà quay lại cái cảnh mà chúng ta đang nói chuyện thì đã chắc đồ kiểu vậy. Rồi tiếp theo là legend, là theo kiểu mà cảm giác là sao ấy, hay hay là vỗ tay như vậy. Rồi còn nếu các bạn muốn vô kia, muốn cho nó to màn hình hết cỡ ấy, các bạn nhấn vô enter full screen. Rồi còn mấy, nếu các bạn muốn tắt thì các bạn sẽ nhấn vào emitting, rồi các bạn nhấn là emitting vô ô đây. Thì cái emitting vô ô là tắt hết mấy cái, tắt hết phòng luôn. Thì cái này chỉ dành cho gì ta, ông chủ phòng thôi. Còn cái lip meeting và meeting này là lời thoại cái cục nói, cục cái phòng này khỏi là mình le coi cho người ta không có la. Ok, còn cái xe xô này thì là hủy bỏ nha. Ok, lip meeting đấy. Giờ tiếp theo cái phần join, nó có join meeting đúng không, là các bạn chỉ có thử vào một cái meeting của ai đó. Giờ các bạn muốn vào một cái phòng của ai đó thì các bạn có một cái link hoặc là một cái ID phòng, nó có cũng có ID hoặc là link, là gửi link vào vô. Thấy thành thành phẩm không? Rồi còn hai cái này, hai cái tip này ấy là cái đầu tiên là do not connect to Arduino, là không không được kết nối âm thanh. Còn đây là tắt, không được kết nối cái tiếng ở trong máy tính mình về ấy. Còn cái này là tắt cái camera mình. Rồi mình nhấn nút join đi. Sau là lúc đó thì nó chỉ có hỏi mật khẩu là không. Thì chủ có chủ của cái phòng nó cũng có thể là thiếu mật khẩu nha. Rồi thì tiếp theo là schedule, là cái này là đặt một cái gì đó cuộc họp ấy, là ví dụ như cái ai đó có cuộc họp hay học gì, chuẩn bị học gì ơi, là thường hay đặt báo thức rồi mới nó nhắc bạn là chuẩn bị chuẩn bị học hay gì đó. Đây thôi biết là khi anh giờ meeting đúng không,
bắt đầu vào ngày mấy mấy giờ chiều vậy? Qua đây là lúc mà coi cái phong này nó chạy trong mấy mấy phút, 30 phút. Qua đây là chọn cái giờ ấy, giờ ở Việt Nam mình hay gì đó, tỉnh nào khác. Rồi tiếp theo là cái này là nó đặt, nó tạo, nó tự tạo ra cái ID. Còn nếu mà người ta không muốn tự tạo là ID ấy, là tạo ID này, tạo ID chính luôn. Rồi giờ tiếp theo cái mật khẩu ấy là các bạn có thể tự tạo ra mật khẩu cho cái phòng mình đấy. Tạo mật khẩu là gì thì các bạn. Rồi còn cái video ấy, video mút mới vô nó có bật hay không, ngoài này nó có chia sẻ màn hình hay không. Rồi tiếp cái đó, âm thanh tiếp theo là âm thanh gì đó, telephone, cái cuộc gọi, âm thanh cuộc gọi, âm thanh máy tính. Còn đây là âm thanh cuộc gọi máy tính luôn, các bạn thích vào. Còn cái này là cái gì ta, cái lịch đấy, nó chọn Google lịch khác, lịch Outlook. Còn các bạn bật vào nâng cao ấy thì nó phải bật bật là nó có bốn cái, là bật cái đợi, bật cái wow trước khi mà cho bạn đi vào, trước lâu trước khi mà chuẩn bị bắt đầu cuộc cuộc gặp gỡ ấy. Tiếp theo là tắt tắt cái tắt cái âm thanh chia sẻ ở trong entry. Ok, còn cái cuối cùng ấy là nó sẽ tự động quay quay cái phone trong trong máy tính luôn. Là chú không, lúc các bạn mà lẹp xong rồi các bạn nhấn nút Tidu. Rồi giờ xong cái phần hôm rồi đúng không, giờ tiếp tục là chat. Thì cái phần chat này là nó không có vô phòng mà mình có thể chat với các bạn của mình, giống như trên Facebook Messenger đấy. Và cũng có thể là mình có thể tự tạo lại nhóm của mình để mà làm. Coi cái phần này xe nè, cái phần này có thể nói chuyện nha. Đây phần app à, để nói chuyện ấy, thêm một cái app nào đó. Nhưng mà do đây là cho máy mình nên là nó không có thêm app. Cái này trong này nó cũng có thể nói với bạn bè, với Facebook luôn. Nó nói Facebook về đây nói chuyện được luôn. Nó có cái thêm app à, thêm Messenger vô đỡ mà nó nói chuyện bạn bè với Messenger mà ở trong Zoom luôn. Còn cái này là những cái mà nó các bạn thường hay bật cái dùng luôn. Còn đây là Opry, chọn mấy cái tiệp của mình này, tất cả các tiệp của tôi nó y hệt như là bạn, bạn có thể lưu trữ mấy cái tiệp của bạn trong đó y hệt như Google Drive và Start đẹp PC. Coi thì cái này chỉ nên mình là nói chuyện, nói chuyện ấy. Còn đây là những cái gì ta, lời lời mời danh danh giả, là cái này là nó sẽ tạo, nó sẽ mời bạn đi, nó sẽ có ai đó mời các bạn đồ. Ok, tiếp đây là contact danh giả, thì nó thì các bạn có bật danh giả lên rồi với các bạn chọn, các bạn tìm kiếm ai đó. Giờ là ví dụ như là các bạn muốn tìm kiếm ai đó và thấy người đó lâu gọi. Giờ lúc mà mình tắt cái là lần sau tắt rồi ấy, thì lần sau mình cũng muốn, ngày mai mình cũng muốn gọi nhưng mà mình quên mất lâu. Nên là trong này nó có danh giả để mấy các bạn lưu mấy cái số người ta vô, lưu số người ta đô đỡ mấy các bạn có thể nói chuyện với người ta lại đấy. Còn tiếp cái cuối cùng là cái meeting, thì cái này nó sẽ tạo ra một cái phòng 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 của mình. Các bạn muốn các bạn nhấn start là ok, tay tay coi đây kẻ thấy không, lâu giờ nó đang đợi đợi người ta vô à, coi thử có ai vô không, lên nó chạy rồi. Giờ lúc nãy mình đặt cái kiểu mà lịch lịch nhắc ấy, lịch mà của cái phòng
Rồi tắt. Rồi. Rồi tiếp theo ấy, cái này là cái copy intervention, là copy cái link này, copy cái link của cái phòng này. Tiếp theo cái này là chỉnh sửa, chỉnh sửa cái phòng. Còn cái cuối cùng là cái này xóa, xóa cái cục gập gỡ đó. Rồi còn cái này, còn cái phần dưới cho meeting intervention là bật lên cái phần mà mời ấy, phòng mời, cái cuộc mời vô phòng ấy đấy, nó sẽ ra hết tất cả thông tin. Rồi giờ cái upcoming này, hai có hai cái là upcoming là nó sẽ có mấy cái phòng chuẩn bị mà mình đã đặt một cái phòng hẹn ấy, là đây sắp tới là nó sẽ là upcoming. Còn cái recorded là những cái mà chúng ta đã quay quay cuộc những khoảnh khắc trong cuộc gặp gỡ như vậy. Rồi với các bạn muốn thêm thì các bạn thêm cái này, bật về các bạn thêm những cái gì ta, phòng mà đỡ mà đặt đặt một cái phòng ấy, đặt phòng trong Google, lịch Google, đặt phòng trong Outlook như vậy. Rồi thì giờ các bạn tiếp theo là các bạn thấy cái phần phần mềm kia, coi cái con chuột mình đang chỉ không, đây các bạn nhấn vào, các bạn thấy là có setting, setting này là cài đặt ấy, các bạn có thể cài đặt tất cả mọi thứ các bạn muốn. Là cái này những cái này thì mình sẽ chỉ cho các bạn ở phần sau nha. Rồi thì cái API ấy là nó là cái nick của mình nó đang tồn tại. Còn cái away ấy là đang bận. Còn cái do not disturb ấy thì có nghĩa là các bạn không muốn cho ai nói chuyện với mình, không ai nói chuyện với mình trong lúc mình đang bận. Là trong vòng mấy phút, cỡ 20 phút, 4 tiếng, 8 tiếng để mà mình làm việc gì mình muốn ấy. Và cái này là thay đổi cái bức ảnh đại diện của mình. Rồi. Rồi. Giờ tiếp theo nó có try top feature là thử mấy cái chức năng mới của Zoom. Ngoài này là hip. Có nghĩa là gì ta, cái này là giúp ấy, nếu các bạn không biết cái gì trong này các bạn có thể giúp, các bạn giúp là đỡ giúp cái gì, giúp gì ta, giới thiệu về Zoom. Rồi cái này tip center là sẽ ta, các bạn vào trong một cái trang web mà hỏi hỏi đáp hỏi hỏi đáp trong Zoom, hỏi đáp lỗi trong Zoom ấy. Rồi còn cái cuối cùng là gửi lỗi đối với người, đối với những người tạo ra dơ máy, là chỉnh chỉnh sửa sửa lại cái phần đó. Còn cái dưới chat for update là xem bản cập nhật. Rồi switch to portrait view là các bạn cho nó chuyển sang cái kiểu mà kiểu màn hình nói, màn hình thu nhỏ, kiểu thu nhỏ cái kiểu điện thoại, các bạn không thể update được trừ khi các bạn nhấn vào, các bạn nhấn vô là switch to landscape view là nó vô lại được, nó chuyển sang kiểu mà khuôn đất lại. Rồi và cái hai cái cuối cùng là cái này là switch account và sign out. Switch account là các bạn, cái này là các bạn chỉ có thể chuyển tài khoản, chuyển sang nick khác bằng cách là switch account. Và cái sign out là các bạn sẽ đăng xuất khỏi cái nick này. Rồi và ở dưới cùng là nó sẽ là mua bản viên, các bạn mua bản viên đỡ mà được là trải nghiệm tốt nhất của Zoom luôn đấy. Rồi vậy thì mình đã dạy cho các bạn cách tải về sử dụng Zoom rồi đúng không, thì giờ xin chào và bye bye nha. Thì mình sẽ làm phần, lần sau mình sẽ làm phần cài đặt trong Zoom nha. Rồi xin chào các bạn và bye bye. Bye. Tất cả.